Đợi một nhà vệ sinh. Đây có cổng phụ là đi là hai cổng phụ nó đi này. Tách được rồi. Ngăn này hai phòng lô góc à? Lô góc đúng không? Đây là cái bếp này. Nhà vệ sinh này. Cái này á, cho thêm thành phòng hay thành sàn. Phòng rộng. Nhà vệ sinh cuối. Phải lô góc ánh sáng tốt. Hai sản phẩm năm trở thành một khách của nhà vệ sinh là một khách của nhà vệ sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.